quyền linh bị bắt không ổn về mặt pháp lý như thông tin đã đưa Vụ clip quay cảnh nghệ sĩ Quyền Linh bị bắt vì mang hàng cấm được tung lên mạng chỉ là một đoạn của chương trình do kênh truyền hình Công an Nhân dân phối hợp cùng truyền hình An Viên sản xuất. Vụ việc tưởng như bình thường nhưng lại nảy sinh nhiều vấn đề pháp lý cần phải bàn. Theo Quyền Linh, thông qua một người bạn, anh được mời tham gia chương trình truyền hình mà bản thân chưa biết rõ kịch bản thế nào. Bữa đó có một nhóm người gồm một tài xế và người đại diện chương trình đưa xe đến đón Quyền Linh. Trên đường đi bỗng nhiên có một nhóm công an buộc xe dừng rồi kiểm tra xe và phát hiện trên xe có ma túy. Lúc này một công an nói sẽ kêu báo chí tới chụp hình đưa tin. Nói thật là lúc bây giờ trong lòng tôi thấy tơi bời sốc lắm dù bề ngoài luôn cố gắng tỏ ra bình tĩnh Tôi nói với họ tôi là nghệ sĩ chính trực, không làm điều bậy bạ, quyền linh tâm sự. Cuối cùng, sự việc chỉ là một tình huống trong chương trình camera dấu kín của kênh ANTV. Tất cả mọi người từ tài xế, công an, người đưa cùng đều là diễn viên, biết trước kịch bản chỉ trừ quyền linh. Chương trình truyền hình camera dấu kín do một nhóm sản xuất của AVG thực hiện theo đơn đặt hàng của kênh ANTV. Chương trình đang phát sóng và có hàng trăm tình huống khác nhau ghi bằng camera dấu kín và đã được thực hiện cũng như phát sóng. Trong hàng trăm tình huống ấy có một ý tưởng, nếu một người bị vấp vào bối cảnh bị hiểu lầm, bị oan thì người này sẽ bộc lộ các hành xử ra sao ông tuấn nói khi biết anh em làm chương trình có quyền linh tham gia tôi có e ngại và đề nghị được xem các đoạn băng đã ghi khi xem tôi cũng bất ngờ bất ngờ vì thấy quyền linh bộc lộ bản lĩnh ứng xử rất tuyệt vời anh tỏ ra bình tĩnh ngay thẳng ông tuấn cũng cho biết các bạn làm chương trình có giải thích nếu tình huống với người trong cuộc là nặng quá thì lập tức hạ màn và cũng chỉ làm với vài nhân vật đã hiểu rất kỹ về bản lĩnh của họ quyền linh nói như vậy sau khi được xem lại chương trình camera dấu kín có liên quan đến mình anh nhận thấy đây là chương trình lạ thú vị nó đề cập đến vấn đề xử lý tình huống bất ngờ của từng cá nhân. Tôi có hỏi nhà sản xuất, tại sao lại chọn tôi vào tình huống oái oăm như vậy? Họ trả lời rằng họ tin vào bản lĩnh của anh. Anh kể, qua sự việc này Quyền Linh cho rằng, để làm ra một chương trình truyền hình hấp dẫn cần có nhiều yếu tố, nhưng nhà sản xuất chương trình chỉ nên tìm những tình huống nhẹ nhẹ thôi, chứ không nên đặt người tham gia vào những tình huống căng thẳng và nghiêm trọng như vậy. Trong mấy ngày qua, theo Quyền Linh, khi clip được tung lên mạng, anh cũng rơi vào tình trạng rối loạn, liên tục nhận được những cuộc điện thoại hỏi thăm của nhà báo bạn bè. Quyền Linh đặt giả thiết nếu trong thời gian này tôi đi đâu xa hoặc bận làm việc mà không nghe điện thoại được thì sự việc còn nghiêm trọng đến mức nào? Tiến sĩ Đinh Phương Duy, chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong trường hợp này, dù diễn viên Quyền Linh biết trước mình sẽ tham gia chương trình, nhưng thực tế anh không biết đến việc mình bị gài như vậy, do đó Quyền Linh hoàn toàn bất ngờ và thể hiện thái độ hốt hoảng thật sự. Ở tình huống này nếu Quyền Linh không bản lĩnh, thiếu kinh nghiệm không giữ được bình tĩnh, có thể xảy ra sự cố không lường trước được lo sợ dẫn đến đột tử, việc này rất nguy hiểm ở chỗ làm nhân vật đứng trước một tình huống rất khó có thể kiểm soát được bản thân. Rơi vào tình huống đó, người ta sẽ nghĩ đã bị mất hết danh dự, có thể bị tù tội tử hình, nếu thấy mình quá oan ức, họ có thể tìm cách tự minh oan cho mình bằng bất kỳ hình thức nào, thậm chí có người tự tử. Tiến sĩ Duy nhấn mạnh, đây là tình huống cực kỳ nguy hiểm, một người bình thường rơi vào tình huống như vậy sẽ bị hụt hẫng dữ dội, người đó chắc chắn bị sang chấn tâm lý, thậm chí có người có thể bị đứt mạch máu não. Tiến sĩ Duy kết luận Rõ ràng, xét ở góc độ nào đó, người sản xuất chương trình thỏa mãn được ý đồ, muốn nhìn thấy sự hoảng loạn thật sự của một người đang rơi vào tình cảnh oái oăm, thậm chí rất nghiêm trọng. Nhưng cách làm có thể dẫn tới những hậu quả khó lường. MC Quyền Linh bị đàn em bóc trợn con người thật ngay trên sóng truyền hình. Quen biết từ những ngày đầu lập nghiệp, Vũ Mạnh Cường hiểu rất rõ về con người của MC Quyền Linh. Mai ấm gia đình Việt là một chương trình có mục đích từ thiện do MC Quyền Linh cầm trịch. Trong số mới nhất, MC Vũ Mạnh Cường được mời đến với tư cách khách mời và có những chia sẻ nhận được sự quan tâm lớn của khán giả. Theo đó, nam MC tiết lộ quá khứ nghèo khổ, thiếu vắng tình yêu thương của người cha bộ đội thường xuyên phải đi công tác xa. Một mình mẹ anh tạo tận đuôi bà con. Những khi mưa lớn bay mất cả mái nhà, mẹ là người ôm anh vào lòng khi nam MC ốm vẫn là mẹ cộng anh chạy suốt 10 km, băng qua rừng cao su để đưa đến bệnh viện, thấu hiểu được tình cảm gia đình thiên liêng, Vũ Mạnh Cường càng hối hận vì những lần mãi chơi bên ngoài, cắt gỗng với người nhà. Do tôi nghĩ rằng cha mẹ luôn là nơi vững vàng, là điểm tựa vững chắc không thể thay đổi được, nên hiếm khi nói lời ngọt ngào. Nhưng khi đối diện với những câu chuyện, những sự mất mát trong chương trình, thì tôi mới hiểu ra rằng không có gì vững vàng hết và mình sẽ không có cơ hội nói lời xin lỗi nếu như cha mẹ không còn. Nam MC tâm sự hiện tại vì khoảng cách xa nên vũ mạnh cường không thường xuyên cùng bố mẹ ăn cơm được tuy nhiên những dịp quan trọng anh vẫn luôn về cùng dùng bữa với bố mẹ bất kể là lúc đêm muộn cũng trong chương trình này nam mc của các cuộc thi hoa hậu lần đầu tiên tiết lộ mối quan hệ thân thiết với mc quyền linh anh gọi đàn anh là sư phụ bày tỏ sự biết ơn vì khi được anh góp ý khuyên nhủ về chuyên môn trong công việc đặc biệt mạnh cường còn bốc trần con người thật của quyền linh anh cho biết Quyền Linh có thói quen để đàn em trả tiền mỗi khi đi cà phê, dù là MC nổi tiếng đắt show. Không phải vì anh Quyền Linh không có tiền đâu, mà vì có bao nhiêu tiền anh ấy đều mang đi làm từ thiện hết. Anh ấy có thể nhịn đói, có thể không bao cà phê đàn em, nhưng chắc chắn sẽ có tiền để cho người nghèo. Mạnh Cường kể mc quyền linh quyết định đăng ký hiến tạng sau khi qua đời tiếp bước người đẹp tây đô việt trinh mc quyền linh cũng quyết định đăng ký hiến tạng sau khi mất đây được xem là hành động đẹp của các nghệ sĩ việt thời gian qua dành cho những người đang hy vọng về sự nối tiếp sự sống Nói về quyết định này, MC Quyền Linh chia sẻ, trước đó tôi chưa từng nghĩ đến chuyện hiến tạng. Trong nhiều lần tham gia chương trình nhân đạo ở Bệnh viện Chợ Rẫy, tôi rất xúc động khi nghe bác sĩ Dư Thiện Ngọc Thu, trưởng đơn vị điều phối ghép các bộ phận cơ thể người kể về chuyện hiến ghép tạng. Đó là lúc tôi nhận thấy nhiều mảnh đời còn rất trẻ là trụ cột của gia đình ra đi rất nhanh vì không được ghép tạng thay thế. Giá như được ghép tạng, có lẽ họ không phải ra đi oan ủ như vậy. Rồi càng đi nhiều, tôi bắt gặp thêm nhiều hoàn cảnh phải nằm chờ 3-5 năm để được ghép tạng. Có người chưa đến lượt mình đành ra đi, có người đến lượt nhưng xét nghiệm kết quả lại không tương thích họ, khiến gia đình vô cùng đau khổ. Tôi hiểu họ đang từng ngày ngóng chờ một điều kỳ diệu nào đó từ một người xa lạ và không phải một người chờ mà có rất nhiều người chờ như thế. Dù hành động nhân văn nhưng Quyền Linh từng bị nhiều người phản đối bởi suy nghĩ này. Nhiều người chửi tôi, mày điên hả Linh? Có người hỏi tại sao chết phải phanh thây hoặc dè biểu, sao giả mang thế? Có những người phản ứng rất dữ, những cuộc tranh cãi rất gây cắt, thậm chí họ còn quát tháo để đề nghị tôi không đề cập đến chuyện hiến tạng. Đương nhiên tôi không thể nói thẳng thừng là cô bác anh chị hãy hiến tạng đi, điều này sẽ khiến họ bị sốc. Tôi luôn cố tìm cách đưa câu chuyện của các bệnh nhân qua đời khá oan uổng để kể cho mọi người, bởi có đồng cảm mới dễ dàng chia sẻ. Kết quả 70% bảo lưu quan điểm không hiến tạng và chỉ có khoảng 30% người chia sẻ. MC Quyền Linh chuẩn bị bấm máy thì người ta cắt vai của tôi cho người khác. Tôi thất vọng ê vì đã nỗ lực hết sức, cũng được công nhận luôn, nhưng cuối cùng vai diễn đó không thuộc về mình. MC Quyền Linh chia sẻ, tại chương trình tuần này, ca sĩ Quách Tuấn Du cùng ca sĩ Ngọc Châu đã vượt qua thử thách để giúp đỡ ba em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn là em Trần Kim Yến 2011, em Trần Minh Vinh 2008 và em Lý Bội Ngân 2008 cùng đến từ Trà Vinh. Theo đó, Quách Tuấn Du và Ngọc Châu phải ăn hết 20 chiếc bánh ngọt trong thời gian 1 phút 30 giây để giành quyền ưu tiên cho các gia đình. Quách Tuấn Du cho biết, việc ăn nhanh không hề khó khăn vì đó đã là thói quen của tôi. Tuy nhiên, thử thách trên trở nên quá khó với tôi vì bánh quá ngọt, trong khi tôi lại đang trong quá trình ăn kiêng, giảm cân để giữ cho sức khỏe tốt hơn. Nhưng tôi vẫn cố gắng vượt qua thử thách này để dành phần thưởng cho các em nhỏ. Nhờ sự nỗ lực của hai nghệ sĩ, Gia đình em Trần Minh Vinh đã nhận được giải thưởng 15 triệu đồng, gia đình em Lý Bội Ngân được 20 triệu đồng tiền thưởng. Trong khi đó, gia đình em Trần Kim Yến được bước vào vòng đặc biệt. Với thử thách xây nhà, hai khách mời cùng bé Kim Yến phải lắp ráp một ngôi nhà bằng ống nhựa trong thời gian ngắn nhất. Quách Tuấn Du cảm thấy khá áp lực khi các ống nhựa liên tục rơi ra. Anh nói: "Để làm được ngôi nhà rất khó và cần nhiều nỗ lực. Có như vậy, chúng ta mới thấy sức lao động quan trọng và cố gắng tập trung vào nó. Nhưng đôi khi, nỗ lực của chúng ta chỉ bằng con số 0." dù vậy chúng ta cũng không bao giờ được nản mà vẫn phải bước tiếp chúng ta có thể thất bại rất nhiều lần nhưng đừng nản chí đừng bỏ cuộc chúng ta chỉ thực sự thất bại khi từ bỏ mọi cố gắng chắc chắn sau những thất bại đó ta sẽ có thêm nhiều trải nghiệm và kinh nghiệm hơn trong cuộc sống mc quyền linh cũng tiếp lời các bạn trẻ nên xem sự thất bại là một trong những động lực để bước tiếp chứ đừng nên bỏ cuộc bản thân tôi cũng không ít lần cố gắng rất nhiều nhưng kết quả lại nhận không như mong muốn thậm chí là vô cùng thất vọng Tôi từng có một vai diễn được chọn đóng chính nên đã nỗ lực học kịch bản. Đạo diễn dặn cái gì là tôi suy nghĩ tiếp thu ngay. Tôi cũng ký hợp đồng luôn rồi, cầm chắc vai diễn đó rồi nên tôi rất hạnh phúc và tập đi tập lại, diễn cho đạo diễn xem vẫn được khen. Nhưng khi chuẩn bị bấm máy thì người ta cắt vai của tôi cho người khác. Tôi thất vọng ê chề vì đã nỗ lực hết sức cũng nhận được công nhận luôn, nhưng cuối cùng vai diễn đó không thuộc về mình. Đó là một trong những lần mà tôi cảm thấy gần như rơi từ trên trời cao xuống vực thẳm vậy. Cảm xúc thất vọng khi đó thậm chí khiến tôi đôi khi nghĩ đến những điều tiêu cực nhất, nhưng nhớ đến gia đình, làng quê, tôi lại có thêm động lực để từ vực sâu lội ngược lên, tiếp tục cố gắng. Cuối cùng, hai ca sĩ cùng bé Trần Kim Yến đã hoàn thành thử thách xây ngôi nhà mơ ước, mang về giải thưởng 60 triệu đồng.